Vụ mùa năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 23.500 ha lúa nước, chia thành hai vùng rõ rệt. Vùng cao 13.000 ha lúa một vụ, hiện đã cấy xong. Vùng thấp hai vụ lúa, hiện lúa xuân đang sắp gặt. Bà con nông dân cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy lúa mùa. Kế hoạch sản xuất vụ mùa này tiếp tục được đánh giá khó khăn hơn bởi do thời tiết diễn biến bất thường, phần nữa do giá giống phân bón đặc biệt tăng cao. Ứng phó với những khó khăn này, ngành nông nghiệp đã có những chỉ đạo cụ thể để đảm bảo sản xuất vụ mùa tiếp tục thắng lợi. Thời vụ giữa vụ xuân và vụ mùa nó tương đối là ngắn, do đó là ngành cũng đã chỉ đạo các địa phương là tăng cường áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật như là làm đất, xử lý đất và chuẩn bị đầy đủ các cái nhu cầu vật tư giống phân bón để phục vụ cho sản xuất. Về cơ cấu giống, khoảng 70% diện tích gieo cấy lúa thuần, lúa đặc sản cho giá trị kinh tế cao, 30% diện tích cấy giống lúa lai, nhu cầu giống lúa vụ mùa trên 900 tấn. Từ đầu tháng 5, lúa giống đã được cung ứng tới bà con nông dân. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, giống hết hạn sử dụng hoặc là giống tự để qua nhiều vụ làm giảm năng suất chất lượng. Có một số những cái giống cục bộ sẽ bị thiếu. Ví dụ như là các cái giống của tập đoàn giống Thái Bình Seed, rồi làm giống lúa VL20. Mặc dù là cái lượng giống thiếu cục bộ, tuy nhiên là bà con có thể chuyển sang những cái giống khác thì nhu cầu giống vẫn là đảm bảo. Tại huyện Bát Sát, vụ mùa này có 2.900 hecta ruộng một vụ, hơn 1.000 hecta ruộng hai vụ. Hiện các chân ruộng một vụ ở vùng cao đã cấy xong, lúa bén rễ và đẻ nhánh, chuẩn bị làm cỏ và chăm sóc đợt một. Bà con cũng tận dụng các kiến thức bản địa để giúp cho cây trồng phát triển ổn định. Theo lý của người giao thì càng vừa nhiều nó càng tốt lúa, với lại đất nó tươi xốp hơn, để lúa nó phát triển nhanh hơn. Với vùng thấp cây lúa hai vụ, phương châm thu chiêm nhanh, làm mùa gọn được ngành nông nghiệp và các địa phương quán triệt, đảm bảo hoàn thành gieo cấy lúa mùa trong tháng 7.